Chào mừng quý vị nhà đến với kênh Nguyễn Sĩ Đạm. Hôm nay có hàng mình vừa về một cái cuộn dây 15m và một cái dầu xịt của hãng Retool. Giá rất là rẻ luôn em, chỉ có 190 ngàn thôi. Thì anh em cứ nghĩ cái cuộn dây 15m và cái dầu xịt này mà có 190 thôi. Thực sự tính ra một cái cuộn dây 1m nó chỉ không tới 10 ngàn nữa anh em. Ví dụ cái dầu xịt nó, cái dầu xịt nó, ví dụ mình cho nó anh em mua là 60 ngàn đi, thì tính ra cái một cái sợi dây này không tới 10 ngàn mét nữa. Trong khi đó cái dầu đầu này thì nó trang bị chúng ta một cái đầu, một cái ống đây nè, để nó gắn vô một cái đầu ren dặn 27 ha. Những anh em nào có Romine 27 thì anh em gắn vô vào nha. Đó, mua cái Romine có ren này 27 nè, để chúng ta siết vào nha. Ta siết vào đây có ron là nó kín rồi chúng ta xịt thôi. Cái nữa là ở đây thì nó là một cái đầu này để gắn vô trong đây. Cái súng này á, cái dầu xịt này anh em thì nó thiết cái súng này gắn đây. Có nghĩa là thiết cái một cái bộ này, cái súng này nè, nó đi chung với cái này nha, nó đi liền thế này đây đó. Còn nếu như mà anh em không có thích xài á, thì cái súng này vẫn xài trong đây được. Mà tháo cho anh em xem, thì thực ra đây là nó một cái, nó cũng đơn giản thôi anh em ạ. Đây, ví dụ như chúng ta cái dây này nó hư á, thì chúng ta sẽ rút này ra, ta nhét này vô thôi, ta nhét cái dây khác vô thôi ha. Đó, nó cũng đơn giản nè, chứ nó không có hàng cố định luôn nha. Ta chỉ cần tháo ra và chúng ta nhét lại chúng ta xài thôi. Nó như thế này anh em á, cũng đơn giản mà giá khá rẻ, chỉ có 190 ngàn cho một cái bộ này. Thì Tết này chúng ta mua về ta rửa sân vườn nhà cửa đâu ha. Cái dây này dây nó không có lớp bố nha anh em, nó không có lớp bố, thì mình nghĩ giá cũng rất là tốt rồi. Đây sợi dây ở đây ha, ngoài lớp này xong nó có một cái lớp cao su là bên trong nữa nha. Đó, giá chỉ có 190 ngàn thôi, rất rẻ luôn. Giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship nha. Cái dòng này thì hàng chính hãng của Retool, chính hãng của Retool. Ok ha. Rồi anh em ra ngoài anh em mua mình sợi dây không mà nó đã mắc tiền rồi ha. Trong đi đây thì giá chỉ có 190 ngàn luôn một cái dầu xịt này. Ta mua chúng ta gắn chúng ta xài thôi nha. Mà lưu ý những anh em về những cái đầu ren 27 á, cái Romine chúng ta có 27 hoặc ta mua cái đầu chuyển ha. Đó, để chúng ta xài cho cái này nha. 27 chúng ta bắt vào nè. Đây có ron rồi. Để chúng ta xài cho cái bộ này. Nó rất phù hợp, ví dụ chúng ta để trên sân thượng anh em, hoặc kéo hàng cái hàng tư chúng ta ha, cái sân ngoài chúng ta để chúng ta tưới cây làm vườn rồi đó, hoặc là rửa xe ha, hoặc là làm các kiểu. Cái này chứ nó không có dùng áp lực đâu nha anh em. Cái dòng, những cái dòng dây này không phải dây áp lực, nên nó chỉ là dây nước thường thôi, nước từ bồn chảy xuống hoặc là từ thủy cục đi ra thôi nhé, chứ không thể gắn vô cái súng áp lực được. Anh em lưu ý nha. Rồi, giá 190 ngàn, anh em nhu cầu mua liên hệ xuống thoại bên dưới. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.